Tất cả chuẩn bị. Dạ. Dạ. Sông lên. Tiến lên. Giết. Sông lên. Yeah. Sông lên. Sông lên. Cho nên các chủ, ma tộc chính diện tấn công thành Thần Châu, khí thế rất mạnh. Chính diện tấn công, lấy trứng chọi đá, kiến càng rung cây, cũng chỉ có Mộc Thiên Nhiên có thể làm thôi. Các chủ, để sợ là một mình Độ Phong sẽ không chống nổi để đi chi viện. Sao ông lại nhìn ta? Người rất giống mẫu thân của người. Chỉ cần chuyện gì bản thân mình đã quyết định thì dù phải bị đập đầu đổ máu cũng sẽ làm. Hổ phụ sinh hổ tử mà. Đứng lại. Mấy người đó chắc là đồng môn của ông, giết họ không đáng tiếc sao? Bản thân là nhị các chủ chân quân trừ ma, sao ông lại giúp ma tộc chúng tôi? Nói ra chuyện dài. Vậy thì chờ chúng ta tấn công vô rồi từ từ nói ta nghe. Tư Trọng, tiền mã ta đốt cho đệ, đệ đã nhận được rồi à? Vẫn chưa nhận được. Huynh tự giữ mà dùng đi. Được thôi. Người đâu? Dẫn tất cả những người đó ra đây. Mộc Thiên Nhiên, chẳng phải là cậu muốn cứu họ sao? Chẳng phải là ông cần ta sao? Thả bọn họ ra, đội lấy ta. Ta cần cậu để làm cái gì? Cái ta cần là Ngu Hạ Mộc. Khoan đã. Nếu cậu giao Ngu Hạ Mộc cho ta, ta sẽ thả cô ta và các người. Thế nào lão Dương, đòn sấm sét vừa rồi có được không? Người bình thường thì ta không đành dùng đâu. Nếu ngươi còn bước tới, ta sẽ giết hắn. Tử Mà, muội hận huynh tới như vậy sao? Chỉ cần muội chịu thả Lăng Hề ra, huynh sẽ ở lại. Nhưng nghiêm túc, Lăng Hề bình tĩnh, một chút nữa đệ sẽ cứu mọi người. Mau giết hết cho ta, không chừa một ai. Sông lên. Sông lên.
Dương Tư Trọng, có thể đưa họ ra ngoài được không? Được thôi, nhưng đòi hỏi có thời gian. Không chống nổi rồi, chạy mau. Đi. Liên Sơn, phải lo phụ tá Dương Thủ. Tuy rằng xem ra không đáng tin cậy lắm, nhưng Cửu Lê chỉ có theo Dương Thủ mới có hy vọng. Lão già kia, ông định làm gì vậy? Đây là bí thuật của đại ca. Khi dùng xong, tốc độ sức lực sẽ được phục hồi và sẽ được nâng cao một cách nhanh chóng. Nhưng mà sau khi dùng xong thì sẽ... Thì sẽ như thế nào? Sẽ chết. Không còn kịp đâu. Đừng cản ta. Lão già, ông đang làm gì vậy? Ma giới có nội gián, cẩn thận Lê Quang. Cẩn thận với tên Lê Quang. Ma giới giao lại cho người. Lão Úc đâu? Lão già. Lão già. Dương Thủ. Thiên Nhiên. Lão già. Lão bình tĩnh đi. Lão già. Đừng để đại ca chết quang uổng. Chạy mau đi. Lão già. Lão già. Lão Úc đâu? Phần tôi ăn ít, nhiêu đầy đủ rồi. Phần này cho ông. Ăn gì mà có một chút vậy hả? Một con gà có chút xíu, một người ăn không đủ đâu. Ăn đi. Nè. Lão Úc đâu? Tục ngữ nói rất hay, dân coi thật là trời. Tôi nha, tôi muốn mở một tiệm ăn như vậy, và cũng là muốn chống một khoảng trời của thành Phúc Lộc. Ông thấy sao? Úc lũy ta nửa đời chinh chiến, làm sao có thể làm những chuyện nhỏ như vậy? Không làm. Ê, Lão Úc đâu, đâu phải kêu ông làm chuyện buôn bán nhỏ nhặt. Thử nghĩ coi, cả thành Phúc Lộc này, những người sành ăn chỉ của ông, không có ai khác hết. Cô mới nói nghe cũng hơi cổ lý. Ê, con nhà đầu kia, sao không lo trang điểm làm đẹp để tìm hán tử mà suốt ngày cứ lo những chuyện gì đâu đâu không à? Hả? Đương nhiên ăn là quan trọng hơn chứ, ông hiểu mà. Nên lo làm những chuyện mà nữ nhi nên làm đi. Thiên Nhiên. Lão già không thấy ra, nhưng Nghiêm Túc Lăng Hề cũng không thấy ra. Huynh tuyệt đối đừng nên nghĩ nhiều. Chúng ta không thể để Úc Lũy tướng quân hy sinh vô nghĩa được. Đúng vậy. Đại ca đã yên thân rồi, bây giờ không phải lúc để trả thù. Dương Thủ, ngươi còn phải thống lĩnh toàn tộc nữa. Phải đó Thiên Nhiên. Lão đại. Thiên Nhiên, đi mau, binh của Thiên Lam Hải Cát sắp tới rồi. Hả? Đi thôi. Thiên Nhiên, ta sẽ đi làm mồi. Lão trai. Vì họ đều nghĩ rằng trưởng thủ Ngô Hà Mộc đang nằm trong tay ta, vào lúc này ta đi làm mồi vụ là điều thích hợp nhất. Thứ mà Dương Tư Bá quan tâm tới nhất, ta không quan tâm, mà chỉ quan tâm tới lão già đại tướng quân của ta. Lão trai, ông muốn làm mồi vụ thì phải làm sao cho thật giống. Nhất định phải trở về an toàn. Nè Lê Quang, sao lúc nãy tôi không thấy ông đâu hết? Chắc không phải ông trốn ở đâu đó chứ? Ăn khải. Các người đông như vậy, tại sao vẫn không đuổi kịp hắn? Các chủ, đó là nhị các chủ, phép thuật cao cường, huống chi lại còn có Ngô Hà Mộc. Cả đám ăn hại.
còn Mộc Thiên Nhiên đâu? Lúc đó thuộc hạ chỉ lo chuyện đuổi theo nhị các chủ, vậy là đội ngũ ma tộc cũng bị mất dấu luôn. Thuộc hạ nhất định sẽ cố gắng truy tìm Mộc Thiên Nhiên. Các chủ, vết viêm của ma tộc chúng tôi tới chết vẫn còn, không thể diệt tận gốc. Phép thuật cao cường như ngài, mức độ tái phát chỉ là vấn đề thời gian. Sớm muộn ngài cũng gặp cảnh quả khí đốt tâm biến thành than luyện. Các chủ, người điên rồi. Ta điên à? Ta không điên, chính ngươi mới điên. Ngươi đã phản bội lại ta. Nếu ta không có sự đề phòng trước thì bây giờ ngươi phải làm tù nhân chính là ta. Ta coi trọng ngươi như vậy. 18 năm ngậm đắng nuốt cay nuôi ngươi khôn lớn mà ngươi đối xử với ta vậy sao? Đúng là giả tâm, quá mức độc ác. Chắc là bản thân ngươi đã biết rõ, người nào phản bội Thiên Lam Hải Cát, kết cục sẽ thế nào rồi. Lăng Hề. Một con sâu nhỏ như vậy nhưng công hiệu không ai ngờ. Anh Túc dùng nó để cứu người thì đúng là quá lãng phí. Nhân chấp, ngươi đoán coi, nó còn có công hiệu gì khác nữa? Tại sao con sâu nhỏ này được bao bọc lại rất xinh đẹp? Đơn giản bởi vì bên trong lớp vỏ thật xinh đẹp đó ẩn chứa một chất độc vô cùng lợi hại, bắt buộc phải dùng đan xa mới có thể áp chế được chúng. Nếu như bây giờ đây cho đứa cháu dâu tương lai uống vào thì ngươi nghĩ hiệu quả sẽ như thế nào? Dừng tay! Dừng từ bá! Ông đúng là độc ác! Các ngươi đã bán đứng ta, ta sẽ cho các ngươi sống cũng không bằng chết cũng không yên. Đừng mà! Đừng vậy mà! Đừng vậy mà! Lăng Hề! Lăng Hề! Trên đường đi, Mộc Thiên Nhiên cứ trầm tư suy nghĩ. Câu nói của Úc Lụy trước khi chết vẫn cứ hiện trong đầu, làm lay động Mộc Thiên Nhiên. Ma giới có nội gián, cẩn thận lê qua. Nè Thanh Thanh, cô nghĩ khi nào chúng ta mới tới nơi vậy? Đi qua thung lũng này là tới đầu đường đi về Dương Phiêu rồi. Đừng lảm nhảm nữa. Quỳnh dự tính thế nào? Sẽ về Vạn Yêu Sơn Trang hay là theo ta về ma giới? Nè, Quỳnh có nghe không vậy? Đừng ngủ nữa. Quỳnh đã suy nghĩ kỹ chưa? Quỳnh sẽ theo muội về Vạn Yêu Sơn Trang hay là về ma giới? Muội đi đâu thì ta sẽ đi đó. Có lão đại nào như huynh không? Ta thật sự thấy lo cho các huynh đệ tụ sơn ẩn hội thiệt đó. Ê, ta và đệ đã gây ra đại họa như vậy, bây giờ Thiên Lam Hải Cát sẽ không chịu thôi đâu. Hơn nữa là bây giờ tôi có về cũng chỉ rước họa vào thân, chi bằng cứ đi theo đệ. Như vậy Vạn Yêu Sơn Trang còn yên ổn được mấy ngày. Mấy kẻ thủ phạm như là ta chắc là phải nhờ Dương Thủ chứa chấp rồi. Ma tộc còn chứa nổi, nuôi thêm huynh cũng không vấn đề gì đâu. Đệ yên tâm đi, chúng ta nhất định sẽ không ăn bám đâu. Nếu cần đánh nhau thì cứ lên tiếng. Hả? Tôi sai rồi, tôi sai rồi. Thạch Đảm, ngươi chia ra vài nhóm nhỏ đi tuần tra xung quanh một chút, coi có quân của Thiên Lam Hải Cát đuổi theo hay không. Dù là bây giờ chúng ta đã đi khỏi thành Tần Châu một đoạn đường khá là xa, nhưng mà vẫn phải cảnh giác mọi lúc mọi nơi. Dạ. Đi thôi. Nè, nghe gì chưa? Ma tộc tấn công thành Tần Châu, ra tay đánh dẹp Thiên Lam Hải Cát đó.
Thường nghe nói ma tộc hung tàn độc ác, bây giờ xem ra chẳng qua cũng như cái gối thêu thôi. Đúng vậy. Hey, bên trong là cỏ khô. Đúng. Theo tôi thấy thì không sớm thì muộn cũng bị các thượng tiên của Thiên Lâm Hải Các diệt không còn một tên. Nghe nói đàn ông của ma tộc ai cũng là hung thần ác bá hết, còn đàn bà thì lả lướt lẳng lơ. Từ lúc đó nghe, bọn đàn ông thì cứ giết hết, còn đàn bà cứ bán vô hết lồi xanh là được rồi. Thiệt là đúng là khảo sát to gan, đàn bà của ma tộc mà cũng dám đụng tới. Thôi đi, đừng nói nhiều nữa, lo đi cho mau. Đi. Lão tiên sinh, ông có biết ta là ai không? Con trai của Mộc Tử Lần. Tại sao ông lại biết điều này? Chính đôi mắt đó, suốt cả đời này ta không bao giờ quên được. Ông biết mẹ của ta hả? Không chỉ là biết, 18 năm trước đây vẫn còn là chí thân của ta. Lệnh sư, phải lo phụ tá Dương Thủ. Tuy rằng xem ra không đáng tin cậy lắm, nhưng cửu lê chỉ có theo Dương Thủ thì mới có hy vọng. Lão già, ông đang định làm gì vậy? Nè lão già, ông đang định làm gì vậy? Mà giới có nội gián, cẩn thận lê qua. Mà giới giao lại cho người. Lão già, ông đại tướng quân. Ông đại tướng quân. Lão già. Một thiên nhiên bình tĩnh lại. Lão già. Hành động của ma giới Thiên Lâm Hải Các rõ như lòng bàn tay. Đúng là ma giới có nội gián. Nhưng có lẽ nào đó lại là Lê Quang mà xưa nay luôn rất nghe lời. Mộc Thiên Nhiên chưa biết đến. Nếu như là trước đây, Mộc Thiên Nhiên sẽ hỏi ý kiến của Úc Lũy. Nhưng bây giờ Úc Lũy đã hy sinh rồi. Nam Nhi đại trưởng phu, lại ngồi ở đây khóc sao? Đâu có, bụi bay vào mắt thôi. Thiên Nhiên, cha, phong cảnh ở đây đẹp quá. Muội ở ma giới chưa bao giờ được nhìn thấy phong cảnh đẹp như vậy. Nhân giới có một câu nói: người chết rồi sẽ biến thành những ngôi sao trên trời. Ông ấy là ma thì những câu nói của loài người sẽ không thích hợp. Nè lão tiên sinh à, ông đang câu cái gì vậy chứ? Vì dưới hồ này hoàn toàn không có cá. Ta đâu có mù, đương nhiên ta biết trong hồ này không có cá. Vậy thì ông nói đi, ông câu gì vậy? Cái gì dính câu được thì ta câu cái đó. Hờ, vậy cái gì dính câu được chứ? Cậu, lão già đại tướng quân đó đã rất tử tế với ta, mà cuối cùng ta đã không mang xác của ông ấy về được. Cửu Lê chúng ta không coi trọng tới chuyện lá rụng về cội, về đất là yên, tử chiến ở đâu thì đó là nhà. Cây cỏ mọc xanh trên phần mộ sẽ trở thành cờ đầu, chỉ dẫn cho tộc người chúng ta vực dậy tinh thần, không sợ thất bại. Lúc muội bị họ trói bên ngoài đầu thành, thật sự muội cảm thấy rất sợ.
Không phải muội sợ chết, mà chẳng qua muội đã biết rất rõ đó là cạm bẫy, nhưng lại muốn huynh tới cứu muội. Muội là thê tử của ta, được cưới hỏi đàng hoàng thì đương nhiên ta phải cứu chứ. Lão già tướng quân trước khi chết đã có nói một câu, muội nghĩ thế nào? Muội cũng không biết trên suốt quãng đường đi đã xảy ra chuyện gì, cho nên không đoán được. Nhưng muội nghĩ rằng Út Lũy sẽ không nói năng vô cớ đâu. Lão đại, có chuyện rồi, mau thôi đệ đi. Là ai? Là ai kêu các người giết người vô tội như vậy? Dương thủ đại nhân, là do đám người này đã nói năng vô lễ trước. Một lời khó nghe là giết người cho hả giận hay sao? Biết bao nhiêu huynh đệ của chúng ta đã tử chiến ở thành Tần Châu, bây giờ giết có vài người thôi thì cũng có sao đâu. Giết là đúng, 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 tất cả giết là đúng, giết là đúng. Tử chiến xa trường, chết thì chết thôi. Họ đều là những con người yếu đuối trói gà không chặt, mà cũng như vậy hay sao? Chẳng lẽ sự hy sinh của các huynh đệ cửu lê cũng không bằng mấy người nhỏ bé kia hay sao? Các người đang nói gì đó? Không được quấy rối trầm họ, chính là quân lệnh của Dương thủ. Sao vậy? Các ngươi muốn làm trái quân lệnh sao? Hãy lôi hai người này ra ngoài sửa nạn cho ta. Sửa tội sao? Cái gì? Muốn làm phản à? Thiên Nhiên, tự chiến xa trường, tôi không hề quán thán. Nhưng mà Thiên Nhiên, chỉ vì có mấy người kia mà hại tôi, tôi không cam tâm. Thiên Nhiên, Thiên Nhiên, bình tĩnh lại đi mà. Trước đây người đã kết giao với thầy trừ ma của Thiên Lâm Hải Cát, vậy mà bây giờ chỉ vì mấy người nhỏ bé kia mà phạt chúng tôi. Các huynh đệ từ lâu đã muốn hỏi một câu, là đối với người các huynh đệ chúng tôi còn có ý nghĩa gì không? Câm miệng đi. Hỗn lấu, đúng, đúng. Dương thủ đại nhân, chúng tôi cần một lời giải thích. Đúng, đúng, chúng tôi cần giải thích. Chúng tạo phản sâu. Chúng tôi cần giải thích. Hành quân bên ngoài cả gan công khai chất vấn thống soái, dao động lòng quân. Giữa ma và người không đội trời chung, nhưng chúng ta không phải là giặc giết người cướp của. Muốn thắng phải thắng quang minh chính đại. Nghe rõ không? Đã nghe rõ. Mọi người dựng lều cắm trại ở đây. Còn nữa, đem những người này chôn cất đàng hoàng đi. Dạ lão đại. Dương thủ đúng là người đã quá mềm lòng. Lúc nãy những tên kia đã phạm thượng, cũng nên giết để làm gương, để thể hiện quyền uy của Dương thủ. Hành động thất bại là trách nhiệm của ta. Tâm trạng của họ ta đây có thể hiểu được. Cũng không thể nói như vậy. Thắng bại là chuyện thường binh gia, bại một lần thì có sao. Dương thủ đã lập công trạng phi phạm cho ma tộc. Những người đó không biết ơn tôn đức, mà ngược lại. Nếu cứ như vậy,
Sớm muộn... Ta biết rồi. Luyện Sơn trong lòng căm hận bất bình, nên lúc này đã lớn tiếng. Dương Thủ à, người cũng phải cẩn thận đó. Ta biết rồi. Được. Xin đa tạ. Xin đừng khách sáo. Về chuyện lúc nãy không cần nghĩ nhiều, các huynh đệ cũng không phải cố ý. Ê, Dương Thủ, người làm gì vậy? Tất cả cũng đều do ta liều lĩnh, đã hại chết lão già kia. Ta có lỗi với lão tướng quân, và cũng có lỗi với huynh. Đại ca là người kiên cường, tử chiến xa trường là sự lựa chọn của huynh ấy. Có sinh có tử, chết sao xứng đáng. Hoặc nặng như Thái Sơn, hoặc nhẹ tựa Long Hồng. Nên vì đại ca, ta vui. Nếu không vì ta, nếu không vì ngươi, bây giờ đại ca vẫn còn bị giam ở Âu Chu, và những người oan khuất cũng sẽ không được rửa sạch. Được rồi, đứng lên đi. Binh gia thắng bại là chuyện thường, sẽ không ai trách Dương Thủ vì chuyện này. Nhưng mà xuất quân bất lợi thì mọi người ai ai cũng đều ấm ức. Có điều vào lúc quan trọng như vậy, người đã phạt nặng binh sĩ chỉ vì mấy người kia, nên sau này e rằng phải thận trọng. Luyện Sơn đại ca, ta biết rằng huynh vẫn đang oán trách ta, nhưng mà bây giờ đây ta thật sự không biết nên tin ai. Nhưng ta biết là Luyện Sơn đại ca sẽ không bao giờ hại lão tướng quân. Vậy ý là gì? Lão tướng quân trước khi chết đã có nói với ta một câu, ta muốn mời đại ca xem xét một chút. Là câu gì? Cẩn thận Lê Quang. Lê Quang bề ngoài hiền lành, nhưng lại ngầm khiêu khích. Từ lâu đại ca đã dè dặt với ông ta. Nhưng mà ý của Dương Thủ hình như còn có ý thâm sâu hơn. Luyện Sơn đại ca, huynh thật sự nghĩ rằng chính lão Trang đã phá hư kế hoạch của chúng ta? Nếu thật sự lão Trang muốn chống đối lại ma giới thì không cần tốn công quanh co như vậy. Luyện Sơn không ngờ, tất nhiên hiểu. Ý của Dương Thủ chính là nội gián. Lê Quang là người của Dương Tư Bá. Luyện Sơn đại ca, tiểu đệ có một suy nghĩ này, muốn cùng đại ca bàn bạc kỹ một chút. Nhân chấp. Vẫn còn giận tôi sao? Bây giờ các chủ là người thân duy nhất của huynh, vậy thì trên đời này ai cũng có thể lừa gạt huynh, ăn hiếp huynh. Chỉ có người thân mới thật sự tốt với huynh thôi. Tôi cũng không mong chỉ vì có chút hiểu lầm mà quay lưng lại với người thân đâu. Cô ấy sao rồi? Ai chứ? Đừng giả bộ nữa. Lăng Hề bây giờ thế nào rồi? Sao huynh không chịu tự mình đi thăm? Lăng Hề! Lăng Hề! Lăng Hề! Lăng Hề! Tử Mặc, rốt cuộc muội muốn như thế nào mới chịu tha cho Lăng Hề? Không phải tôi không chịu, mà là các chủ. Vết viêm của cô ấy tái phát, không trách tôi được. Nếu tôi không năn nỉ các chủ giùm cho cô ấy mà cứ để treo liên tục, cô ấy đã chết rồi. Sao lại nhìn tôi chằm chằm như vậy? Quỳnh.
chịu chết. Muội đã hài lòng chưa? Tất cả mọi chuyện đều do huynh mà ra. Huynh bằng lòng dùng mạng của mình đối xử an toàn cho Lăng Hề. Đưa người này ra. Chuyện gì? Đứng lại! Nếu bước tới thêm một bước, tôi sẽ giết chết huynh. Muội đang giấu huynh chuyện gì hay không? Nếu như huynh thật sự làm sai điều gì thì muội có thể giết chết huynh. Nhân chấp, muội chỉ có huynh thôi. Sau này muội cũng sẽ không lấy ai hết. Huynh vẫn còn thích cô ta. Chẳng phải Huynh nói sẽ chăm sóc cho tôi sao? Huynh nói là sẽ thay thập thất chăm sóc tôi mà. Tử Mạn, Huynh đã hứa là sẽ chăm sóc muội, nhưng ý của Huynh chính là... Là sao chứ? Coi muội như muội muội ruột thịt, luôn ở bên muội. Trời lạnh thì mặc thêm áo, sau này nhìn muội được gả đi. Hóa ra là như vậy. Lão Trang, ông ở bên ngoài có một mình rất nguy hiểm. Hay là ông lén vào trong quân đội, theo chúng tôi về ma giới đi. Chuyện đã như vậy thì cũng đành làm vậy thôi. Ta giao Ngô Hạ Mộc lại cho ngươi, ngươi tuyệt đối đừng để cho bất cứ người nào biết, để tránh rước họa vào thân. Không ngờ rằng ông vẫn còn cả gan quay lại đây. Lưu Sơ đại ca, Dương Thủ, người lại muốn bảo vệ tên giặc này sao? Mộc Thiên Nhiên, nếu người còn ngăn cản ta, đừng trách ta không khách sáo. Lưu Sơ đại ca,
ta xin đắc tội. Đi rồi. Đi lâu rồi? Vậy sao không nói sớm? Vì tôi hiếu kỳ, muốn coi thử hai người ai lợi hại hơn. Tiếp đi, tiếp đi. Đương nhiên là ta lợi hại hơn. Võ công của người là do ta dạy đó. Bộ huynh không nghe câu hậu sinh khả quý, tre già măng mọc hay sao? Không phục hả? Không phục thì đấu tiếp. Đừng chọc ta nổi nóng. Huynh thấy hai người không sao chứ? Hai người đã diễn rất nhập tâm, có năng khiếu như vậy. Nếu như thật sự đi diễn kịch, chắc chắn sẽ giữ vai chính đó. Ta mới giặt sạch đó. Lê Quang trưởng lão chắc không phải là đạo gián thật chứ. Ai mà biết được. Xem hai người họ kìa, huynh thấy như vậy có quá mạo hiểm không? Là chuyện nội bộ của ma tộc, làm sao biết được chứ. Có điều kế hoạch này chắc chắn do anh Túc định ra. Ta nghĩ vấn đề chắc chắn không lớn lắm. Cô nương anh Túc này nha, đúng là đầu óc rất thông minh. Đây đúng là một sự thay đổi. Ma tộc các người tất cả cộng lại cũng không bằng cô ấy. Út Lũy đâu? Út Lũy đại ca đã... Ngô Hạ Mộc đâu? Dương Tư Trọng đâu? Dương Thủ, chẳng phải người nói có người tiếp ứng chắc chắn không sai sót mà. Các vị trưởng lão một mực muốn được ý kiến, là có chuyện gì? Dương Thủ, bây giờ ma giới tin đồn khắp nơi, cả thành xôn xao, mà Dương Thủ thì lại một mực không ra ngoài. Tôi muốn được hỏi Dương Thủ, có phải chăng cũng nên cho chúng tôi một sự lý giải hợp lý? Út Lũy tướng quân đã hy sinh, ta không khỏi chạnh lòng. Đúng vậy, đúng là người không khỏi chạnh lòng. Ta hỏi người, Dương Tư Trọng ở đâu? Ta cũng không biết. Người không biết à? Hôm đó người vào ta lén lút bàn mưu kế, đã bị ta nhìn thấy tất cả. Người còn muốn ngụy biện sao? Kể từ ngày ông ấy bị huynh đuổi đi, ta không còn được gặp lại ông ấy nữa. Người nghĩ ta sẽ tin những lời nói càng sao? Luyện Sơn trưởng lão à, tôi biết là trong lòng ông khó chịu, nhưng mà gây ra cục diện như ngày hôm nay, tôi nghĩ cũng không phải ý của Dương Thủ, cho nên ông cũng không nên trách móc nặng lời. Nặng lời? Nội ứng mà ta luôn tin tưởng, cuối cùng bất ngờ tạo phản. Dưỡng phụ của hắn, dù chúng ta trung phục, nhưng bản thân hắn lại không lo đại cuộc, biết rõ là cái bẫy của họ, vậy mà vẫn nhắm mắt nhảy vô. Đại ca ta phải chết cũng là do một tay hắn gây ra. Là do một tay ta gây ra. Luyện Sơn đại ca, ta nên đối xử với huynh sao đây?
Đối xử sao à? Mộc Thiên Nhiên, vị trí Dương Thủ hiện tại không hợp với ngươi. Luyện Sơn to gan muốn tạo phản sao? Hả? Đúng vậy, chính ta muốn tạo phản. Mộc Thiên Nhiên, ta cho ngươi thời gian 3 ngày, phải giao Dương Tư Trọng và Ngưu Hà Mộc thuế vị rút khỏi ma giới. Còn nghĩ chút tình mẹ của ngươi, lần này ta có thể không lấy mạng ngươi. Lão xược! Huynh muốn ta nhường lại Dương vị? Được, vốn dĩ ngôi Dương vị này là do các ngươi ép ta nắm giữ. Có điều, ta tuyệt đối không bao giờ giao Trang Tiên Sinh cho các ngươi. Luyện Sơn trưởng lão, nghĩ chút tình nghĩa xưa, có thể nào châm chước một lần sau cùng không? Ngươi chỉ có 2 sự lựa chọn: đồng ý hoặc là từ chối. Suy nghĩ thật kỹ đi. Dương Thủ à, như vậy cho thấy đúng là Luyện Sơn muốn tạo phản. Đúng là chuyện này không hề nhỏ chút nào. Nếu như vì vậy gây ra một trận tranh đấu, thì chúng ta nguyên khí sẽ bị tổn thương đó. Vậy thì theo ông, chúng ta cần phải làm sao? Theo tôi thì tốt nhất là nên dứt khoát. Tôi thấy chúng ta nên tìm cách để dẹp cuộc loạn này với cái giá nhỏ nhất có thể. Nếu như Trang Tiên Sinh đang nắm giữ Ngưu Hà Mộc, chúng ta có thể mượn dùng tên gọi của Ngưu Hà Mộc. Ông đồng ý tin tưởng ta. Ông ta là nhị cát chủ của Thiên Lam Hải Cát. Không phải vậy. Tôi tin năng lực phán đoán của Dương Thủ. Nếu như Luyện Sơn có thể thấu tình đạt lý được như ông thì tốt quá. Tiếc là Trang Tiên Sinh không có ở ma giới. Vậy Ngưu Hà Mộc đâu? Ta thực sự không muốn nội gia sáo thịt với Luyện Sơn. Ta đã mệt rồi. Bây giờ các ngươi hãy lui ra đi. Nè, thầy Đảm. Đi rồi. Thấy thế nào? Lợi hại. Còn tôi thì sao? Thế nào rồi? Luyện Sơn muốn phản. Đúng, Luyện Sơn tạo phản. Đối với muội thì đây chắc là chuyện tốt. Nếu như bây giờ muội muốn quay lại như ngày xưa, thì đây đúng là cơ hội tốt của trời ban. Vậy ý của đại ca chính là lúc trước đây Mộc Thiên Nhiên được Úc Lũy và Luyện Sơn trợ giúp, bây giờ Úc Lũy chết rồi, Luyện Sơn tạo phản, các người không cảm thấy đây là cơ hội tốt sao? Vậy chúng ta sẽ cùng tạo phản. Thế nào? Chẳng lẽ đệ còn muốn đi khuyên nữa hay sao? Được. Có ai theo dõi huynh không vậy? Muốn theo dõi ta không phải là chuyện đơn giản đâu. Không sao, đã có Tiểu Bạch theo sát. Lê Quang là người đức cao vọng trọng, ai ngờ ông ấy lại là con mắt của Dương Tư Bá che giấu bao nhiêu năm nay. Tại sao ông ấy lại nương nhờ Dương Tư Bá? Cho dù lý do gì, phản bội ma tộc, hắn ta bắt buộc phải chết. Lão đại, ta có dạy ngươi muốn quyền chưa? Vẫn chưa dạy. Ta dạy ngươi nha. Muốn quyền là phát minh lợi hại nhất của tộc ngươi. Vậy sao? Đây là đá nè, đây là kéo, còn đây là giải. Kế hoạch của chúng ta có trẻ con quá không? Dương Tư Bá sẽ tin là thật sao? Dương Tư Bá tất nhiên là gian manh xảo quyệt.
Nhưng mà Lê Quang bao lấy đá. Cô chưa nhìn thấy bộ dạng gật gù đắc ý của ông ta đâu. Cứ tưởng như là ông ta ẩn trốn sâu lắm. Đúng vậy. Người chúng ta muốn lừa là Lê Quang, không phải Dương Tư Bá. Người chơi xấu. Dương Tư Bá cho rằng đã nắm được toàn bộ hướng hành động của chúng ta, như vậy sẽ rất thuận lợi để cho chúng ta ăn miếng trả miếng. Thanh Thanh, hãy căn dặn những thuộc hạ của cô thật kỹ, tuyệt đối không được để lộ sơ hở. Cô cứ yên tâm, tùy cơ ứng biến là sở trường của Thanh Hồ Phường chúng ta. Nãy giờ ngươi toàn chơi ăn gian đúng không? Toàn là ngươi thắng ăn gian, ăn gian đúng không? Cái gì mà ăn gian? Ngươi là đồ ăn gian. Chơi lại lại thì lại. Thành Đạo, huynh tạo phản đúng không? Đâu có, lão đại kêu tôi làm mà. Ta đâu có làm gì đâu. Ngươi mới là đồ ăn gian đó. Mình nghĩ sao mà huynh thì lại lên chứ? Huynh đã có mũi thì ta nghe theo mũi là được rồi. Hả? Trời ơi, ta diễn cho tốt như vậy là được rồi mà. Nhân chấp à, nghe nói mấy ngày trước cũng vì muốn cứu Lăng Hề, con đã không tiếc hy sinh mạng của mình. Thật ra sau khi nghe được điều này, ta thấy rất cảm động. Cho nên đại bá quyết định cho con thêm một cơ hội nữa. 3 ngày sau ta sẽ dốc toàn lực xuất kích để tiêu diệt tận gốc ma tộc, nguy hại loài người. Chỉ cần con đem được đầu của Mộc Thiên Nhiên về, ta có thể không trách cứ tội cũ của con. Còn có thể tha cho Lăng Hề, vết viêm cũng được chữa trị khỏi. Tới lúc đó thì cả hai người sẽ có thể chung bóng chung đôi, cùng nhau hưởng thụ một cuộc sống mỹ mãn. Cho dù lần này người có dốc toàn lực, cũng chưa chắc người là đối thủ của ma tộc. Cuộc đại chiến Thường Lâm 18 năm trước, cả hai bên đều thiệt hại nặng nề. Có lẽ những điều con nói là không sai, nhưng ai đã khiến họ đồ da sáo thịt? Phải rồi, đây là công lao của con đó nha. Nếu như con không đi thì sao? Con không có lựa chọn. Chỉ cần một mạng của Mộc Thiên Nhiên có thể đổi được hạnh phúc cả hai người. So ra thì lời lớn đó chứ, ta không đối xử tệ với con. Nhân chấp, nam nhân khi đứng giữa huynh đệ và nữ nhân thì chỉ có thể chọn một. Ông tới đây làm gì? Luyện Sơn, tôi tới là để giúp ông một tay. Nhưng đây là chuyện riêng của tôi, ông xen vô làm gì? Lật đổ Hôn Quân là trách nhiệm chung mà. Tôi cảnh cáo ông, nếu ông dám bước tới, tôi sẽ giết ông. Luyện Sơn, lại còn mạnh miệng như vậy sao? Cứ thử đi. Trưởng lão, vậy chúng ta có nên đi theo nữa không? Không gấp gáp, cũng chưa biết sự việc tốt xấu ra sao. Chúng ta nên chờ một chút rồi hẳn tính. Dạ. Thiên Nhiên, mau mở cửa ra đi, mở cửa ra. Thiên Nhiên, huynh không thể nào trốn ở đây cả đời chứ. Mau ra ngoài đi, chúng ta sẽ cùng nhau tìm cách được không? Mộc Thiên Nhiên, huynh là con rùa rụt cổ sao? Còn nếu thật sự là nam nhân thì mau ra đây. Được rồi, vậy là đã tức giận lên rồi đúng không? Hãy xem bà cô này bây giờ sẽ mở cửa ra. Ê, diễn quá rồi đó. Cô muốn mở thiệt hả? Được, vẫn không chịu ra đúng không? Vậy tôi sẽ kêu Phương Kế Bạch tới đây cho dân tạo phản xong vô hết, để xem lúc đó Quỳnh trốn ở đâu. Tức chết đi được mà. Ừ.
muội đứng tê chân luôn rồi. Yên tâm, họ kiên trì không được bao lâu đâu. Nguyễn Sơn, mọi người vốn chung dòng tộc, tại sao phải nồi da sáu thịt? Ngươi đừng khuyên điều gì nữa. Ngày mai chính là kỳ hạn cuối cùng. Nếu ngươi nhường đường cho ta, tới lúc đó ta sẽ không làm khó ngươi. Đó là trách nhiệm, không thể làm trái. Đừng nói nhiều nữa. Anh Tôn, anh Tôn, muội không được chết. Thật đám, quân thủ ở đây, chúng tôi sẽ lập tức quay lại. Anh Túc, anh Túc, anh Túc, anh Túc, anh Túc, anh Túc ơi. Sao lại như vậy chứ? Anh Túc ơi. Con người. Anh Túc, anh Túc, mùi đừng nói gì nhiều. Nguyệt Lam, lập tức kêu Nguyệt Lam tới đây. Được. Là ai làm vậy? Đó là một người được che kín mặt mày, nên ta vẫn chưa kịp nhìn rõ mặt. Thiên Nhiên, muội lạnh quá. Anh Túc à, muội đừng ngủ luôn nha. Muội sẽ không sao đâu mà. Muội sẽ không sao đâu mà. Anh Túc ơi, đừng có ngủ mà. Đừng có ngủ mà, anh Túc ơi. Khốn kiếp. Chờ tôi đi. Chờ tôi bắt được hung thủ về, tôi sẽ chặt ra thành tám miếng. Muội sẽ không sao đâu mà, anh Túc. Anh Túc, muội sẽ bình an vô sự mà. Anh Túc, anh Túc, anh Túc, muội tỉnh lại đi, muội tỉnh lại đi. Muội sẽ không có chuyện gì đâu. Nguyệt Lam, chắc chắn Nguyệt Lam sẽ trị khỏi cho muội mà. Nghe, đừng khóc nữa. Được rồi, đừng khóc nữa mà. Muội vẫn còn sống nè, khóc cứ như là muội chết thiệt vậy. Đây gọi là nhập tâm chứ bộ. Diễn thì phải có hồn một chút. Muốn lừa được người khác thì phải lừa được bản thân mình trước. Ta nhập tâm thiệt. Huynh cảm thấy lúc nãy muội diễn thế nào? Muội hả? Muội thì kém hơn tao rất nhiều, nhưng mà coi như cũng tạm được. Tao cho muội 7 điểm. Thấp như vậy sao? Như vậy là khá lắm rồi. Muội có biết những lúc ta và Thực Tử phối hợp diễn chung, cổ đều bị lật tẩy. Muội diễn được tới vậy là ta đã thấy vui lắm rồi. Nè, vậy thì liệu Lê Quang có mắc câu không? Chắc là phải mắc câu chứ, chúng ta thảm tới mức như vậy mà. Dì Nguyệt, mau lên đi. Anh Túc ơi, chắc chắn mùi sẽ không sao. Tôi nhất định tìm cách trị khỏi cho mùi. Sĩ khí thế nào? Mọi người biết được có thể một lần tiêu diệt ma tộc, ai ai cũng hào hứng. Các chủ, khi nào chúng ta xuất phát? Được, cần phải gấp rút xuất chinh thôi. Được, mau truyền khẩu dụ, lập tức xuất chinh tấn công mà giới. Ta muốn đích thân ra trận. Đích thân ra trận? Điệt nhi của ta, sao ta có thể đành lòng để con đi một mình chứ? Nếu như thả diều mà thả một sợi dây quá dài thì rất dễ bị đứt. Chẳng lẽ điều đơn giản này lúc con còn nhỏ ta chưa từng dạy cho con sao?
Luyện Sơn to gan, không xong rồi, Luyện Sơn tiếp chiêu. Ta nghĩ rằng chúng ta chỉ như vậy, liệu có quá lố không? Miễn lừa được ông ta là được rồi. À, lúc nãy ghế ngồi của ta huynh còn dám xô ngã. Màn diễn lúc nãy đúng là có giá trị nha. Hả? Đi đi. Mệt lắm rồi. Dạ. Dạ. Ta cho người chết. Con ngon thì tới đây. Thế nào? Kể từ nay ta không còn dùng ngươi nữa rồi. Thế nào? Coi thường ta có đúng không? Hả? Các chủ đâu rồi? Bình tĩnh. Các chủ nói có một người buộc ngài phải đích thân dẫn theo. Tôi muốn được đi ngoài. Đi ngoài? Đứng lên. Ở ngay phía sau gốc cây này. Chắc ngươi cũng không dở trò gì nổi đâu.
Đây là cái kết. Làm không xong chuyện thì phải chịu cái kết này. Lăng Hề, nói cho cô biết, cho dù cô có chết thật sự, ta vẫn có cách biến cô thành người sống mà như chết, để cô nếm mùi sống dở chết dở. Lần này phải canh cho kỹ, nếu như còn để xảy ra sự sức gì. Lê Quang đại ca, bây giờ điện khám hải này rốt cuộc tình hình như thế nào? Biết tình hình để làm gì chứ, Lê Võ à? Chỉ cần đệ biết thức thời, sau này bổn vương sẽ không đối xử tệ với đệ. Huynh mới nói gì? Lê Quang đại ca điên rồi sao?